chú là diễn viên còn chú luôn, chú là giáo là diễn viên đạo diễn Nguyễn Sanh, có là anh của chú luôn. Cảm ơn. Rồi ngày chú này. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay là cái ngày mà hai vợ chồng chúng tôi đó là đi đến cái kiến thức mới ghé bên cây cống Quỳnh Hiệp, một cây cống mà lỗi lạc, mà nói chung là năm nay anh cũng 68 tuổi, 67, 68 rồi. Căn bệnh mà tới thì phải chịu thôi. Thì để tại vì ghé chú Tùng Lâm, bởi vì một lần kêu anh chứ giờ là tính coi năm sanh nữa, mà mình phải kêu chú rồi. Thì mỗi người nó có một cái căn số, thì tới cái ngày mà trời Phật kêu là phải về thôi. Nhưng mà đối với vậy là chú Tùng Lâm đã là phụng thọ lắm rồi. Thành ra thôi thì cái sự mất mát ở đây là nói về gia đình con cháu, thì mình cũng mong là gia đình giữ sức khỏe để lo hậu sự cho chú. Còn điểm thứ hai nữa là về cái tài năng của chú là bậc tiền bối, cha chú nói chung tài năng của ông bây giờ cũng khó kiếm, khó lắm các bạn. Thành ra thôi thì cũng mong là kiếp sau nếu mà có quay trở lại cuộc sống loài người, thì mong là chú Tùng Lâm cũng sẽ là một nghệ sĩ tên tuổi để cống hiến cho đời những vai diễn, những tác phẩm. Và chú Tùng Lâm trước đây là một cái lò đào tạo, gọi là chương trình tập luyện. Những người ca sĩ mà mang cái dòng họ Trang á, là của cái lò của chú Tùng Lâm mà ra hết. Đó, thành ra một người đào tạo về ca sĩ, rồi diễn viên, rồi cây hài, mà là có cái nét riêng biệt không ai bắt chước được. Không có nhân vật cái ai nào bắt chước ông Tùng Lâm được. Và bây giờ những ngày cuối đời còn vài ngày nữa thôi, thì cũng trở về với các cụ. Và mong đối với cá nhân mình nói riêng, nhưng mà nói chung là tất cả bạn đồng nghiệp cũng như quý vị khán giả cũng mong rằng chú Tùng Lâm được vãng sinh hầu với chân Phật. Còn nếu quay lại về những người trở thành một nghệ sĩ tên tuổi ở phía sau để mà tiếp tục cái sự nghiệp mà chú yêu thích. Nếu ở đây thì cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an cho tất cả những khán giả cũng như những người đại diện thương yêu chú Tùng Lâm. Tất cả đều được bình an. Chúc cho các anh chị YouTube sức khỏe để mà cống hiến, đưa những tin tức bổ ích cũng như là những thông tin mà quý giá để cho quý vị khán giả bốn phương để người ta biết. Thì bạn con cũng chúc chú Nguyễn Sanh luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn gặp mọi người bạn. Chúc cô cũng như vậy luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấp hơn rồi, không còn vậy là diễn phúc rồi, tới 60 lần nữa rồi. Rồi sức khỏe anh nha, xuống về chú đại diễn về dẫn bài bỏ tu à, tại tôi không nhớ lỗi Dạ các bài hát đó là cho tôi được một lần nhìn hoa trắng đầu đỏ, một lần nhìn hoa trắng quên thôi. Hát không nguyên bài luôn cái này rồi. Chỉ một lần một thôi. Dạ. Cú lỗ thành là bắt cái Omega mũ thấu bụng, bắt cái khung ta mười ba cú la ba con căn nhà. Gì bán luôn căn nhà. Học chơi luôn của thầy. Tên gì nói luôn tên. Quỳnh Bảo. Quỳnh Bảo. Bây giờ với khánh cỡ Hùng Gia là gặp Quỳnh Bảo. Bây giờ đi hát. Ảo tập trai với nhạc sĩ. Ủa sao là ảo thương gia nhiều quá nhà ảo tập trai nhiều vậy? À, cái này là Z26, chứ không phải Z27 à. À, đây là con của Tô Liên Hoan. Với tự giới thiệu tên đi. Rồi, cái này với tự giới thiệu đi. Em Thanh Phong. Em Thanh Phong. Rồi. Ảo ai? Để tự chú. Rồi, mọi người có biết rồi. Lê Trinh. À, bữa nay là anh em nghệ sĩ gặp lại rất là cái tình cảm nhất rồi. Còn à, mà mong anh em nghệ sĩ sức khỏe dồi dào hết. Trăm năm đầu chóc. Tức là tóc bạc rồi cũng đúng rồi, cả trăm năm luôn. Chú Tô nha, chú Tô ơi.